Vậy không giờ sao không rap đợi? Thôi đi. Sao hả? Thôi đi, gần cực lắm. Gì cực? Thôi rap lợi vui lắm. Không có vui. Không có vui nổi mình ra thôi. Nhỏ nó ngay đúng ra cũng có nhiều mối tình. Rồi nó cũng chê mình nghèo. Rồi nó có bầu với mình, nó giấu. Nó quen với người ta giàu hơn, cái nó phá ra hai con mình. Mình phát hiện ra thì mình cũng âm thầm chia tay thôi. Mà anh giờ anh còn có đứa con nào không? Không. Lúc đó là cũng ai thương mình thì mình đến thôi. Lúc đó bồng bột đó. Ừ. Quen được cái rồi không có kiêng cử gì á. Tại sao anh lại dùng cái từ là bồng bột? Lúc đó là còn nhỏ mà. Anh phải nói là nhẹ dạ. Nhưng mà bây giờ anh nhẹ dạ mấy lần rồi? Cũng nhiều à. Đám tang của mẹ 4 năm bà lại quýnh lộn cho lỡ đám ma ở bộ. Trời đất ơi. Dạ. Lộn là nói làm sao? Âm cảnh của tôi, má của tôi, cái hôm nay mấy bả gây lộn hà, gây lộn trước cái đồng hồn. Em đuổi về hết. Em nói tôi không cần, má tôi chết, mọi người là dành gì, tôi lại gì đó mà dành. Em lo em ma má em rồi, em còn có 5.000 thôi đó. Giờ anh có dư chưa? Thì có. Dư được mấy chục cây vàng. Ba, trời ơi, đeo cái nhẫn kìa. Trời ơi, ơi. Ba đó, ba nói chà bá luôn. Cái chương trình này lên, nó lên các cổ rồi ông nội. Trời ơi, cái hộp sơn này quá. Trời ơi, ba ơi, giờ cần ngựa đeo rồi thôi ngươi. Đó, có một vợ sẽ dự trữ một số tiền. Chỉ là có cái nhà đó, rồi mình cũng có quen với lại mấy ông thầy trong chùa đó anh Dân. Thì mấy ông cũng hứa, nếu mà có cái gì thì điện thoại mà ông lo cho. Bây giờ là em rất là khỏe, em hụt chết mấy lần luôn mà giờ em rất là khỏe. Em cũng nghĩ rồi, mai mốt anh có gì thì em gửi trong chùa đó. Nếu mà lo cho em hậu sự cho em xong xuôi rồi thì còn bao nhiêu đó thì chùa có dự thành từ thiện giùm em. Cúng cho em ở dưới được an mò ăn mã thôi. Nói thiệt anh Dân thương là bây giờ là em rất là cái sự sống của em á. Là em hát theo mùa, anh biết cúng định rồi mà. Ừ, nhiều lắm. Dạ, hát, em hát theo mùa, tháng Giêng. Vậy là mấy tháng mà. Dạ, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3. Cái tháng 4 cái mình hát ở Châu Đốc, cúng bà đó. Là mình hát thí, không có lấy tiền. Rồi đó là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Là mình hát ra hát chùa này cái nọ đó. Là tháng 9, tháng 10, 11, 12 hát tới Tết luôn. Anh thường hát bội anh hát ra gì? Rút kinh nghiệm ở bên Quỳnh Long, Cải Lương. Theo má, thì bây giờ hát bội là anh hát đa dai. Nịnh cũng được, thừa tướng rồi đó. Rồi lão cũng được, hề cũng được, rồi quân cũng được. Rồi có nghĩa là cái gì cũng hát được hết. Thành bầu người ta cần vậy. Người phải hát đa dạng vậy. Chứ mà kêu anh lại anh hát dây hề không sao. Đâu có hát tuần nào có hề đâu. Đúng rồi, anh đa tài quá luôn đó anh Cảnh. Thì bây giờ mới có sống được đó anh Dân. Bây giờ em sống á là nhờ đó. Nhờ em làm đủ thứ. Cho nên bây giờ bầu á, bầu nào cũng giận em hết trơn á. Giận hờn luôn á. Mấy ông bầu hát cũng định đó. Nhiều khi đi người này không đi người kia cũng đã giận. Nhưng mà lương thấp quá vậy, gì có 2-3 triệu gì? 2-3 triệu là đi xuống tỉnh đó anh. Trời đất ơi. Chứ mình đâu có tên đâu anh. Mình xuống tỉnh mình hát 2-3 triệu là mình cao rồi đó anh. Tại vì em xuống dưới em hát hề không à. Còn ở thành phố này á, một đêm hát có 1 triệu bạc thôi. Em đâu biết chạy xe đâu. Cứ là xem ra ôm. Còn hãy mà bữa nào mà muốn mà dạo cảnh Lê Duyên đó, muốn nhìn thiên hạ đó, xe buýt. Đó, rồi vô tới tập tuần rồi anh nắm đi tập tuần cả nửa tháng trời. Đánh triệu còn gì đâu anh. Nhưng mà yêu sân khấu quá. Thì giờ coi hát cho nó vui. Rồi mình giờ mình sống về cái nghề hát cúng đình. Rồi mình nuôi cái nghề cái lương hồ quản. Tới bây giờ á, em chỉ mong là cho em khỏe. Cuộc sống của anh bây giờ anh cảm thấy anh thoải mái không? Dạ thoải mái. Anh có thích không? Dạ thích chứ. Em không có vướng bận gì ai trơn á. Rồi bây giờ em nợ nần không có. Rồi em chỉ sống là em dù em làm gì được nhiều thì em ăn nhiều, ít em ăn ít. Và em dự trữ lại một số để mà em lo cho em thôi. Đâu ai lo cho em. Ví dụ bây giờ tình tinh nó có thương em cho lắm nè, nó cũng cho em 1-2 triệu chứ bà không để nó nuôi em. Đó thành thôi bây giờ em tình chỉ... tinh như thế nào đối với anh Cảnh? Tại vì hồi xưa đó ba má em là nuôi con của chị Bạch Mai là hàng kinh nhân đó. Rồi sau này á là chị Mai chỉ để làm Quỳnh Long lại đó, là chị Mai biểu kêu thằng Cảnh nó về rồi nó phụ với mày thì mới là kêu em về Quỳnh Long. Tới bây giờ là em cũng vẫn phải cái vô mà cúng mà cái lễ mà anh thấy người ta múa này cái đó em vẫn còn phải lo cho nó. Thành nó thương em này vậy đó. Em làm em không có tính không phải làm cái đó rồi mày phải bồi dưỡng, mày phải bồi dưỡng, tao không có. Vẫn lãnh lương như thường thôi. Hát 3 sức lãnh 3 sức nó không có nhiều đâu anh. Cũng như ngày xưa mà anh đi quay phim đó, anh biết đâu có phải là em vô mà em quay lương cao đâu. Hồi đó quay phim đó, vừa quay phim rồi vừa phải đi mua đồ cúng, rồi vừa phải chạy ban tổ chức người ta cần cái gì là kêu hay Cảnh em phải chạy xuống. Hồi đó như anh có cái gia lãnh được 100 ngàn. Trời ơi, anh đi quay cải lương video mà lãnh nhiều đó hả? Dạ, có dai á nha, có dai mới lãnh 100 ngàn. Còn hả làm xin làm quân sĩ đó hả,
cái thằng mà già mà coi quân sĩ đó, nó thích thì nó cho làm, không thích thì nó chọt cái ban ra cái hai cái đô á, cho nó nghỉ luôn đi. Tuổi lắm anh ơi, lúc mà em đi quay phim đó là anh tuổi lắm á, nhưng mà về sau này á là có một hai giai khán giả thích rồi đó thì nó đỡ đỡ. Là cái lúc mà VO mà hết thời VO rồi đó, anh biết lương em được nhiêu không? 350. Bởi vì cái em nói mà nếu mà cái cuộc sống của em mà đi hát á rất là gian nan, em không ngờ đến cái thằng thủ này thì bây giờ lương em lại ngon. Em nói thiệt anh thương ha, nội cái tháng giêng này không á là em hát 20 mấy triệu, em sống nó có ngăn có nắp lắm, thành em không có đánh đổi. Bữa nào mà thích ăn á thì đi chợ tốn tiền nhiều một chút, còn bữa nào không có tiền nhà em có đó, đặc xưởng nè, khô nè, nước mắm nước muối có đầy đủ trơn, có nhiều khi mua đồ để dành trong tủ lạnh đó rồi lấy ra ăn thôi, chứ không có mà phải cao lương mỹ vị gì hết trơn. Chứ không phải như hồi xưa là em xài rất là phung phí. Nói không ai tin chứ ngày xưa em có gần 100 cây vàng. Lúc đó ba má em chết hết rồi, là em ở cái nhà ở Bách Tưa đó, rồi cái nhà đó đó là người ta mới mua. Thì lúc đó em còn nhỏ mà đâu có biết gì đâu, mà em cứ nói là ông trời em khiến khổ quá rồi anh, mà ba má mất hết rồi, có tiền xài phung phí quá, ăn nhậu với bạn bè. Bởi vì em nói là chỉ có một số anh nào mới thương em, như là Ngân Tuấn, là Trọng Nghĩa rồi đó, chị Bạch Mai này kia nọ đó thương em. Khi mà em hết tiền rồi đó, là em mua cái nhà em, rồi em xài hết tiền rồi đó, là em còn không chút đỉnh đó, là em mới mua cái nhà ở. Có thằng bạn nãy đi theo em á, là nó chở em đi kiếm nhà đó. Tại vì lúc đó là mình giao nhà người ta rồi, mà người ta hứa mình đó là qua Tết người ta mới lấy nhà, không mới gần Tết cái đòi lấy nhà hả anh. Thằng bạn em á là chở em đi dầm mưa đi kiếm nhà. Trời ơi em gian nan lắm anh ơi, mà ông trời ông tổ cũng thương anh ơi, em sống cũng lây lất tới giờ. Anh thấy có nhiều người nghệ sĩ cũng tuổi lớn như em vậy đó, mà bây giờ họ còn không có nhà có cửa, đang ở nhà mướn. Mình có mái ấm vậy rồi cũng mừng. Em đi hát về là em lủi vô nhà, chứ không có la cà như hồi xưa nữa. Được có cái là bây giờ đó là chị Bảo Bảo Hoàng, hãy bà có show là bà kêu em, hai chị em hát rồi đó. Bà kiếm tuồng cái ba em với bà cái như là tấu hài vậy đó, nhưng mà không phải tấu hài, là cái vai có hai chị em hát với nhau, lên núi rồi hát không vậy đó anh, mà tiền không á, lương rất là cao. Thành giờ em sống nó thoải mái, em muốn là không có ước mong gì nữa chứ. Em nếu em trăm tuổi già thì em vô chùa, xong cuộc đời vậy mình xong rồi anh, hưởng quá rồi. Cái nhà đó giao cho chùa luôn. Thì đó em nói vậy đó. Bây giờ em chưa có làm gì chút, nhưng mà em nói là nếu mà em thấy em yếu quá rồi đó, em không hát được á, thì em sẽ nói với thầy, rồi em sẽ gửi cái nhà cho em đó. Nhưng mà em chết thì em chết, em không cần phải làm rình rang vậy trơn á. Tại làm rình rang thì mới ai trả. Giờ em nói nhân dân đúng không? Em nếu mà hiểu cảnh mà chết một cái là người ta đi cúng đông lắm, nhưng mà ai trả? Thương tôi thì có việc á là liệm tôi xong, để một ngày thôi là bắt đầu là đi thiêu. Nếu thương thì để cốt lại, còn thiêu thì tẩy xong rồi xong. Em sợ lắm, em sợ có cái là mình chết rồi mình không có trả nợ được. Bây giờ anh sống anh không có nợ nần. Dạ không nợ nần gì hết. Nhưng mà em biết anh còn nợ lớn á. Nợ gì anh? Còn cái nợ. Nợ gì nói là em anh tránh coi, cái nợ gì vậy? Nợ với khán giả. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cảnh nợ tôi cũng nợ. Dạ. Mà nợ khán giả. Dạ đúng mình rồi. Mình nợ khán giả nhiều lắm. Yeah. Cho nên mình muốn trả nợ cho khán giả nó cũng khó. Cố gắng sống tử tế, còn sức mình phục vụ thì mình cứ phục vụ và trân quý những cái giá trị, cái tình cảm của khán giả dành cho mình. Dạ đúng rồi nha. Nếu mà nói giờ cho anh thay đổi chọn, anh có chọn cách sống như bây giờ không anh? Nhiều lúc em cũng nằm chứ. Nếu anh chọn em vẫn chọn nghề hát, nhưng mà em sẽ tạo dựng một cái gia đình nhỏ nhỏ. Em nhìn lối xóm mà con nít đấy anh, em thương lắm. Tụi nó cứ gặp em là em thương ông mà, mua bánh cho đứa này cho đứa kia, Tết nó cũng nhét lì xì cho đứa này đứa kia, đặng kia đặng lợi, nó lợi nhà nó thưa ông vậy mà hạnh phúc lắm anh. Còn bây giờ mình cô đơn lắm, nói là không buồn là không đúng, buồn lắm anh. Tối ngày cứ nhìn hình ba má không à, chứ nhìn hình em không chứ nhìn ai, cho nhìn ba má nhìn thôi. Tự nhiên khi em tuổi em cũng khóc nha, cũng khóc thầm vậy đó. Nhưng bây giờ cái số mình vậy rồi, không có ai mà muốn mà cô đơn gì đâu. Nói thành thôi em vậy em an phận lắm anh. Chứ hồi xưa thì không có đâu, hồi xưa cũng hung dữ lắm, nói chuyện với ai là cũng hổn, rồi hỏi mày chửi tao, tao chửi mày vậy đó. Mà giờ không có, vô đòn bây giờ hiện tại mà nếu có ai nói về em cũng làm thinh nữa. Chỉ là làm ân sự xong rồi về, không có mà sân si như hồi xưa. Đánh lộn xong nghỉ Bình Long, đi xuống tỉnh đi hát. Nhưng mà nó ngay đúng ra lúc đó là cũng còn nhỏ, háo thắng lắm. Mình đi ra rồi á, mình mới biết là đi theo tỉnh nó hát anh, khổ quá khổ luôn á. Nhiều lúc hát không có được rồi,
phim đi miền Trung đó, đồ hát rồi cái nước nó lụt á, nhịn đói muốn chết luôn vậy. Bán cái quần, cái áo cũng bán, ngộ nghe. Đi xong đàng hoàng về, chỉ còn cái áo mà dính toàn tay của mình thôi á, bán hết á. Về má em khóc quá trời luôn vậy. Và lúc đó là ba cũng làm cán bộ mà liêm chính quá nên tổng thành không có dư. Không mua nổi với xe đạp cho em đi làm á. Tại vì em mua là phải chợ hợp tác xã gì nên ta bán thì mới mua. Tiền đâu mua xe ngoài. Em theo má em đi hát mà, em thấy má em ngủ bờ, ngủ bụi ra. Em chịu không nổi luôn á. Còn ba em thì ổng là cán bộ rồi. Ổng ở trong nhà cao cửa rộng, lo làm việc thôi, mà tới trường ổng bệnh xuống. Cả đời anh làm nghệ thuật, anh chỉ đóng vai thái giám. Anh có hài lòng với cái cách diễn đó và cái vai mà anh đã diễn không? Em nói anh nghe nè, em có được cái vậy nè. Em diễn thái giám không có trùng. Thí dụ em diễn cái tuồng này thái giám, thì em đã nghiên cứu của cái thái giám này nó là sao. Rồi tuồng sau cũng bỏ em thái giám nữa, thì em cũng sẽ diễn khác nữa. Cái thái giám đó là phải đọc hay là sao đó, chứ em không có gì cái giám mà ổng mẹo. Mặc dầu là em đi là rất là giống gái đó, nhưng mà em không mẹo. Bây giờ cũng vậy nữa, bây giờ nếu ở sân khấu đó, mình tin nó bắt em làm thái giám và là em nói em xin đừng cho em diễn nhiều thái giám nữa, em lớn rồi. Đúng rồi. Bây giờ diễn ra mình không thể làm những cái như hồi xưa được, nhưng mà được có một cái là tổ nghệ còn thương lắm nha anh Dân ơi. Em ra là khán giả hoan hô, em ra là khán giả còn vỗ tay, em mừng lắm anh. Thì hiện tại bây giờ đó, cảnh chuyển qua cảnh hát cung đình. Chị Quỳnh Long anh Dân biết rồi, tháng hát tù nè, hát lần nè, làm sao đủ sống. Rồi cảnh mới đi theo đoàn hát bội loại của má, hát bội kêu hai cái lương hồ quản, chứ không phải là hát bội không đâu ra thì coi. Đoàn mấy đoàn hát bội là lãnh cái alo cảnh ơi, trống rảnh không, có trống không, chạy qua đoàn chị, rồi chạy qua đoàn ngày này kia thì mới chạy nhiều. Rồi sau này ở dưới tỉnh đó, họ biết họ mới mời, thành người lương ở dưới rất là cao. Ví dụ hát trên đây có 600-700 mà, nhưng mà xuống dưới hát được 2-3 triệu. Bởi vì anh Quỳnh Linh á, anh thương em lắm. Ông nói là đi vô Quỳnh Long mà tôi thấy cái mình anh á là sao anh chịu ẹp quá. Tấm tuồng thì em chạy miếng dưới đất em ngồi thôi, em chỉ chạy cái tấm của em y như để hát cung đình vậy đó. Em chạy ra em tấm tuồng xong xếp lại về hát ra, bỏ tuồng cũng hát, mà tuồng ít cũng hát, tuồng nhiều cũng hát, miễn là hát xong đêm đó thì em về. Nói chuyện với anh lúc đầu cười, lúc sau cảm thấy ngậm ngùi quá anh Cảnh. Người kể chuyện đời, đúng, anh kể một câu chuyện đời của anh, nhiều cái khúc nó dụng từ khúc khuỷu cái dòng sông công cuộc đời của anh. Từ mốt gặp anh, không giỡn nữa, anh có thích điều đó không? Không, em rất thích anh Dân giỡn. Em nói với bạn em mà, đi quay hay gì là gặp ổng thì chết luôn á. Ổng chọc cười rất mà khùng luôn á. Anh đừng có gặp em mà anh nghiêm chỉnh là em không chịu đâu. Anh nhỏ hơn Cảnh nhiều, nhưng mà vẫn cũng kêu bằng anh, tại đó giờ quen rồi, vẫn là anh Trung Dân. Chứ không giỡn là... chơi cho nó vui. Dạ. Chứ mình đi quay khuya, mình đi quay cực khổ, mình không giỡn, mình không có dạ, năng lượng đâu. Dạ hát cũng vậy đó, anh coi tập tuồng á. Tập tuồng mà giỡn nó bị đạo diễn la, cái tôi nói ổn thật coi. Không cho tôi cười, không cho tôi nói sao được trời. Chừng nào nhà nào tập còn hãy hết tập thì phải cho tôi cười, tôi giỡn chứ. Ừ. Tại cái tánh tôi đó giờ. Cảm ơn anh xuất hiện trong chương trình Người Kể Chuyện Đời. Vậy kính thưa quý vị, rõ ràng chúng ta thấy một diễn viên hài hiếu cảnh xuất hiện trước công chúng, đó là trên sân khấu. Còn ngoài đời hiểu được anh Cảnh thì chúng ta xe lập. Thay mặt những người thực hiện chương trình và khán giả, chúc anh vui, mạnh khỏe, mang lại tiếng cười nhiều cho khán giả, và ngôi nhà nơi tổ ấm của anh sẽ ấm áp, hạnh phúc, và những điều mà anh ước mơ anh sẽ thực hiện được. Một lần nữa thì Cảnh cũng cảm ơn Trung Dân, gặp lại anh Trung Dân. Lúc nào anh Trung Dân gặp Cảnh cũng vui vẻ vừa hòa là Cảnh chịu rồi. Trung Dân ôm anh Hiếu Cảnh cái nào. Ôi vui lắm anh Dân ơi. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Người Kể Chuyện Đời không còn nữa. Quán của mình nhanh nè. Dạ em sinh năm 1989 ạ, quê em ở Thái Bình, công việc của em thì em làm công nhân may thôi ạ. Rồi ở Thái Bình rồi có vào Sài Gòn rồi để mà ghi hình được không? Là có em đang làm ở quận Thủ Đức ạ. À. Ủa là mình đang sống cùng với ai vậy? Tại em đang ở trọ cùng với cả gia đình em gái em. À, nghe tiếng con nít đó là con em gái hả? Dạ là cháu ạ, cháu em. Cháu. Ừ. Rồi, mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu với lại đường tình duyên của mình đi. Dạ, nhím đi ta. Dạ em thì nói chung cũng chả có cái điểm gì gọi là điểm mạnh, nói chung em cứ sống bình thường thôi chứ không, cũng ít va chạm xã hội nữa. Bởi vì em không có bạn bè nhiều ở chợ, em không có bạn bè ở trong này. Đi ra cho bác đấy, đi ra. Bà bé nó kéo ta đi.
Rồi thì em nói cái lý do những cái mối tình mình đã tìm hiểu rồi sao chia tay đi em. Dạ, bà biết chắc ra. Em thì nói chung là chồng em mất được 6 năm rồi thì bây giờ nên là em chưa tìm được ai. Đi ra Chưa tìm nữa, em chủ động nói đi nha, chị đang xem là cái khả năng ăn nói với lại cái xung quanh của em nó có ồn quá thì mình tìm cái chỗ để mình tập trung để mình cáp. Chứ còn mà lo bên ngoài với lại chị hỏi một câu trả lời một câu là không đạt rồi đó. Dạ, bởi vì các chị phải thông cảm vì em ít tiếp xúc bên ngoài nên đôi khi nhiều lúc trả Thì chị đang hướng dẫn em nè, chị thông cảm chị mới hướng dẫn là em chủ động để em nói chứ không phải chị hỏi một câu là trả lời một câu. Em chia sẻ đi lý do tại sao em không tìm được bạn trai, rồi tại sao hồi xưa giờ có ai tìm hiểu mình không, có cua mình tán mình mà không được không? Đó. Bởi vì nói chung là em thì cũng nhát nữa, em ít tiếp xúc bên ngoài với cả cũng có người hỏi nhưng mà mình cảm thấy tìm hiểu mình cảm thấy nó chưa hợp duyên ạ. Rồi Dạ. lý do sao không hợp duyên, tại vì có những người đó em gặp rồi, vậy em đi em gặp thì em nói chuyện như thế nào họ làm sao mà em không thấy hợp. Thì em cũng hỏi người ta là bây giờ em có 3 đứa con như vậy rồi, bây giờ ở với em gia đình chồng em mất hết rồi thì bây giờ em ví dụ em đến với anh em lấy anh ấy, em có thể mang con em đi được không, bởi vì là bố bố đẻ ra em cũng mất rồi, bây giờ còn mỗi mẹ thôi chứ bây giờ mẹ thì càng ngày càng già đi, làm sao mẹ chăm bẵm được các con rồi con cái đi học càng ngày càng lớn á, bây giờ để bà già chứ bà làm sao mà quản lý được. Thế người ta bảo là cái gì người ta chỉ chấp nhận một đứa thôi chứ người ta không chấp nhận 3 đứa, thế này em thôi chứ không phải người ta thôi em mà em thôi họ. Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm, có nghĩa là em chưa có kết hôn lần nào hết đúng không? Dạ chưa. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Em nói về ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán của bạn đó luôn. Dạ em thì không có yêu cầu gì thì cao chị ạ, miễn nghề gì cái miễn làm sao là làm ra đồng tiền chân chính không vi phạm đến pháp luật, mấy cả thương đã thương em thì thương lấy các con em và gia đình em thôi chứ em không đòi hỏi gì về ở đâu hay là làm gì rồi như thế nào, em không có nói chung em không có yêu cầu gì 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 hết chị. Để cho mất bao nhiêu Em không có yêu cầu gì cao, chỉ cần mong sao là nói chung làm ra đồng tiền hai người bảo nhau ý em là chỉ cao 1 mét bao nhiêu, dạ chỉ cần người ta thương mình chỉ cao 1 mét bao nhiêu em là 1m65 ạ. bây giờ bạn trai á, ví dụ như là bạn trai cũng có gia đình cũng có con được không? Dạ cũng được hết, bởi vì là hoàn cảnh của mình cũng giống hoàn cảnh người ta thì người ta chỉ cần thương yêu con mình thì em cũng thương yêu con người ta Rồi thôi, bọn trẻ đâu có tội à, vậy thì tuổi tác thì như thế nào ạ? dạ em Chị không cho em con quan số trọng nhất là định em đi, tuổi tác. tuổi tác thì đâu chị ạ. Ví dụ hơn tuổi mình nhiều thì cũng được, người ta thông cảm với hoàn cảnh của mình, người ta thương yêu con mình đùm bọc với con mình là được rồi chứ không cần phải cao sang tuổi tác, quan trọng là tuổi tác. Dạ được đúng không? Rồi. Rồi mình có yêu cầu gì nữa không? Là em không, em chả có yêu cầu gì hết. Nếu mà được chọn á thì chương trình sẽ liên lạc để mà mình trao đổi thêm nha. Dạ. Bây giờ tại vì thấy cái điều kiện nó cũng đang hơi ồn nè. Rồi thôi được rồi, My có hỏi gì nữa thì hỏi xong rồi đó em ơi. Dạ. Dạ, xong rồi ạ. Rồi mình kết thúc cuộc gọi đi. Dặn các bạn ghi hình công việc tuổi tác quê quán của mình nha.
Dạ. Em tên là Phạm Nguyễn Hoa Nó... Trâm, 36 tuổi. Ý là tôi sinh năm 86. Ừ. Em bán đồ tại nhà đồ ăn giặt. Ừ, mình bán ở đâu? Bán ở nhà. Ờ, nhà mình ở đâu ạ? Nhà ở ấp Quê 9A, đâu? xã Tân Hạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. À, đang ở Củ Chi. Là nhà mình luôn hay nhà ba mẹ hay ở chung hay sao ạ? Nhà em. Ừ. Rồi mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu đi chị Trân đúng không? À, nói một chút điểm mạnh điểm yếu và cái đường tình duyên mình đây, mình đã kết hôn chưa rồi hoặc người yêu như thế nào, chia tay chưa, chia À, sẻ ra giùm ạ. đã kết hôn rồi mà đã ly hôn rồi. Ly hôn 3 năm rồi. Rồi lý do sao ly hôn, có con gì không? À, có hai đứa con Ừ. heo em. Lý do sao không theo ba đứa nào hết vậy? À, ba nó có người khác, nó không chịu heo ba nó. Ừ. Rồi mà lý do là ba nó có người khác nên chia tay hả hay là cái gì? Dạ, đúng rồi. Ừ. Ok rồi, em nói một chút cái bản bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của mình. Tại tại tự em chia tay á, ba nó có người khác em thấy thôi, em tự Ừ. em chia tay. Dạ Rồi đã có đăng ký kết hôn gì không, có ly dị gì không? đăng ký kết hôn mà cũng ly dị rồi chị. Ừ. Rồi mình nói về bản thân mình đi, bây giờ cái công việc mình buôn bán thì nó có đủ không hay là như thế nào? Dạ cũng được rồi, cũng ổn định. Ừ. Rồi hai đứa con là đứa lớn nhiêu, đứa nhỏ nhiêu? À, đứa lớn nó 17 tuổi, đứa nhỏ nó 15 tuổi. Hai Ừ. đứa đứa lớn thì đi học nghề, đứa nhỏ thì còn đi học. Rồi. Rồi, mình nói lý do mà mình tham gia chương trình đi. Ý là ở ngoài mình không có người được hay sao mà mình phải vào chương trình á? Dạ đúng Ừ. rồi. Sao mình nhát quá vậy? Mình nhát quá vậy? Mình chủ động, mình ở ngoài mình nói nhiều không? Cũng nói hơi nhiều tại vô đây nó run quá không dám nói. Ừ. Giờ em run quá, nào giờ tại chưa có nói Ừ. chuyện gì cái em run. Ừ, Ở ngoài lanh đâu, ở ngoài nói nhiều không? dạ không, ở ngoài em cũng nói bình thường, Ừ. em ít tiếp xúc với mọi người lắm. Ừ. Rồi. Rồi bây giờ mình tìm một người như thế nào nè, mình mô tả đi, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Vừa cao to vậy đi. À, quê quán Được ở không? thành phố mình cũng được chị, cho nó gần gần nó tiện hơn. Ừ. Rồi gì nữa? À, tuổi anh đó làm sao, lớn hơn bao nhiêu hay nhỏ hơn hay như thích như thế Dạ nào? tuổi thì lớn hơn em 60 tuổi thì cũng được. Ừ. Miễn lo gia đình thì biết thương con em là được rồi. Ừ. Thương con như vợ là được rồi. Em chỉ mong vậy thôi. Rồi, à, mình có đi theo chồng được không? Hay là nhà mình ở đó thì giờ anh kia phải đi theo mình. Dạ, nhà em ở em đã có nhà rồi, thôi đi theo theo chồng rồi con em sao, em không có đi theo. Ừ. Rồi, ok. Rồi nếu được chọn chương trình liên lạc lại cho mình sau nha. Ừ. Cảm ơn. Mình ha, mình sẽ tự chủ động mình giới thiệu họ tên là công việc tuổi tác quê quán của mình. Em tên là Thảo Vi ạ. Em sinh năm 92, là năm nay em 31 tuổi. Quê em ở Lâm Đồng, hiện giờ thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, ở Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc Ừ. của em là giáo viên ạ. Giáo viên gì ạ? Giáo viên mầm non hay là Dạ em là giáo viên cấp 1 ạ. Rồi, ok, mình nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của mình nha Vi. Về điểm mạnh thì là điểm mạnh của em thì em là một cô gái hiền lành ạ, hiền lành, chăm chỉ và biết độc lập.
hiền lành chăm chỉ và biết tự lập. Còn về điểm yếu của em thì em cảm thấy như là em chăm sóc bản thân chưa có được tốt, và đôi lúc thì em trả lời tin nhắn rất là chậm chạp làm người khác phải đôi lúc hơi mệt mỏi với việc chờ đợi tin nhắn của mình. Rồi. Ừ. Rồi mình cứ chia sẻ tiếp ha. Rồi mình được bao nhiêu mối tình rồi, sao mà chia tay? Dạ, hiện giờ thì em đã được một mối tình rồi ạ. Chỉ một mối tình ạ. Lý do chia tay là vì là khoảng cách địa lý ở rất là xa, bạn em ở Singapore còn em thì ở Việt Nam ạ. Rồi mình nói thêm đi, là chỉ có một mối tình đó thôi hả? Dạ vâng, em chỉ có một mối tình thôi ạ. Ừ, rồi lý do làm sao mà ít ỏi mối tình vậy, không có ai cua em hết hay là tại em không ưng hay sao? Có lẽ là một phần là do thời gian em đi làm cũng khá là nhiều, em hay bận vào buổi tối, và em cũng cái môi trường làm việc của em thì ít bạn nam, cũng có lẽ là do duyên chưa đến ạ. Rồi, mình muốn tìm một người như thế nào ha Vi? Em muốn tìm một người chung thủy, hiền lành và biết tự lập ạ. Rồi, ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán của bạn đó luôn. Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m6 à, bởi vì là em cũng cao 1m6 cho nên là em cần một bạn cũng cao bằng hoặc là cao hơn một chút. Tuổi thì chắc là bằng hoặc là lớn hơn em ạ. Quê thì bất cứ vùng quê nào cũng được ạ, ở Việt Nam, bất cứ vùng quê nào ở Việt Nam cũng được ạ, hoặc là ở nước ngoài cũng được, không sao ạ. Ở nước ngoài nhưng mà đang sinh sống ở Việt Nam. Rồi. Ok, mình có nghĩa là mình có theo chồng được không? Quê ở Lâm Đồng nè, mình có muốn về quê không? Hiện giờ công việc chính của em là ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và cái công việc của em cũng rất là khó để chuyển đi. Có cái công việc của em nó có thể chuyển đi, nhưng mà có thể chuyển đi đến những cái thành phố như là Hà Nội, Đà Nẵng thì được ạ. Còn nếu như mà về Lâm Đồng thì em nghĩ là sẽ rất là khó để phát triển, tại vì ngoài làm giáo viên tiểu học thì em có quản lý một cái trung tâm dạy học tại thành phố Hồ Chí Minh nữa chị. Thì cái trung tâm đó là cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho những chị em đặc biệt, chị em tự kỷ, thì nó chỉ có thể phát triển được ở những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hoặc là Đà Nẵng ạ. Lâm Đồng thì có vẻ như là hơi khó để phát triển ạ. Ok. Mình có ca hát gì được không Vi? Dạ em không có năng khiếu về ca hát Rồi ok em. Thấy cũng hơi hiền á, cô giáo cấp 1 à. chắc thường mình nghĩ hoạt náo với trẻ con lắm chứ ta. Có Dạ không? Vô mà em thấy mấy bé là hiền nó nhồi muốn chết luôn, là nhào nhào lành tới không á, chứ là mình cũng phải nhanh nhẹn đúng không? Nhanh nhẹn không? Ý là này chị hỏi thêm thôi. Ừ, về tính cách của em á, là em nhẹ nhàng từ tốn như thế hay là có các em bé thì mình phải phải mình khác. à. Dạ không, em luôn nhẹ nhàng thế ạ. Không thì đúng rồi, chị nghĩ các À. bé vậy nó sẽ không sợ, chứ cỡ như chị là nó sợ nó chạy mất dép. Rồi ok, cảm ơn Vi nha. Nếu mà được Dạ chọn á, thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi xong rồi sẽ trao đổi thêm với em về các cái thủ tục khác khi tham gia chương trình nha Vi nha. Cảm ơn em đã đến với chương vâng. trình. Rồi xin chào Dạ em em ha. Rồi rồi. cảm ơn chị ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ.